Tắt này, thầy cùng với các em chúng ta làm các ví dụ sau đây. Ví dụ 1 của thầy như sau. Thầy cho biết 8 người làm cỏ một cánh đồng xong 6 giờ. Hỏi 12 người với cùng năng suất như thế thì làm cỏ cánh đồng đó hết bao nhiêu thời gian? Thế thì các em tập trung nhé. Ở trong đề bài chúng ta thì có những đại lượng là gì? Gồm đại lượng thứ nhất đó là người, số người cùng làm cỏ một cánh đồng. Thứ hai là thời gian mà nhóm người đó làm xong. Được chưa? Đó. Vậy bước 1 là các em phải xác định rõ các đề, các đại lượng mà đề cập trong bài. Ở đây chúng ta có hai đại lượng chính, đó là số người mà cùng làm cỏ cánh đồng và thời gian mà số người đó hoàn thành công việc. Được chưa nào? Đó. Xong, chúng ta chuyển sang bước 2. Vậy các em thấy này, nếu có x người mà làm xong cánh đồng, làm cỏ xong cánh đồng là trong y ngày hoặc là y giờ, à quên, ở đây là y giờ. Vậy một người của chúng ta sẽ làm được là thì cần phải x trên y giờ mới xong, đúng nào các em?